đầu ngày mới nha, ngày 19 tháng 9 2020 từ lúc 14 giờ chiều kênh mình xuất phát nha. Bữa nay thì mình cũng bán gồm có là chảo Nhật và nồi nóc Nhật, ấm Nhật nha. Hàng nội địa cũ này thì đa phần là hàng Nhật là chính, nó khi lo cũng như có hàng nồi Mỹ hoặc là chảo Pháp, chảo Pháp, chảo Đức, chảo Mỹ nha. Thì phần trăm lớn nhất của dòng chảo này là chảo Nhật là nhiều nha. Có chảo mình sẽ lên con này trước đầu tiên nha. Con này thì mình sẽ nói sơ. Con này là bên ngoài rất đẹp nè, dùng từ nè. Con này rất đẹp dùng từ nha, đường kính nó tầm 26 phân. 26 phân nha, sau lòng con này thì khoảng 5 phân. Con này là do qua sử dụng nó bị giống như dính khét nhẹ thôi nha. Dính dơ nhẹ thôi. Con này thì đẹp từ trong ngoài. Con này là mã hàng số 1 nha. Con này là 250. 250 nha. Số 1 250 được kính 26 phân nha. Tiếp theo con số 2. Con này dòng chảo này thì dùng dầu đá vậy đó. Mình lắm nha. Cái chất men nó rất là tốt luôn, anh chị em có thể xài thử nha. Nhiều người thì cái số lượng mình bán này rất là nhiều rồi, thì có một số người đã qua sử dụng bên mình rất là lâu rồi nha. Cái này thì nó bị xước nhẹ thôi nè, nhưng quan trọng là cái chảo này nó rất nặng nha, rất nặng rất to. Đường kính con này là 28 phân nha, sau lòng khoảng 5 phân. Con này là 300 nha. Cặp chảo ép la nha, con này thì hơi rung tay nhẹ nè. Mình này đóng chấu nha, nhưng mà nó vẫn rung tay nhẹ nha. Nhưng mình lòng cho mình rất đẹp, nó bị xước nhẹ cái này thôi nha. Con này 20 phân nha, con này thì bị đốt nhẹ nè. Hai con, cái từ cái không từ nha, cái này có từ và cái này không từ nha. Một cái có từ cái không từ nha. Cặp này là 250. Hai con là dùng từ hết nha, đường kính con này 20 phân, chảo này còn đẹp lắm nè. Đã qua sử dụng nha, con này thì bị đốt, đẹp lắm nè, bên ngoài đẹp lắm nè. Bị đốt nha, bị đốt đỏ nhẹ thôi, nó cũng do chánh giữa màu trắng á. Cặp này thì 300. Đường kính con này thì to hơn con dưới nha, con này 22, sau khoảng 6 phân nha, con kia 20. Con này chảo đá nha, cái này có thể gót dầu được, dùng từ nha, con này dùng từ rất đẹp nè. Dùng từ nha, chảo đá nha, nó là dòng như vậy, nhôm gan gì đó mà đẹp lắm, dày lắm nha, đồ dày nhôm rất đẹp. Đỏ thôi nha, nhưng mà rất là mịn, đỏ mà rất là mịn nha. Đỏ nhưng rất là mịn. Hàng đã qua sử dụng nha, 28 phân. Cho 6 phân nha. Con này 250. Số 5 250 nha, bị đỏ nha, nhưng mà cây sử dụng rất là tốt. Ồ, con này nặng ghê, con này dùng từ nè. Rất nặng nha, mịn màng nha, bị đỏ nhẹ thôi nha. Con này đã qua sử dụng đỏ nhẹ nha. Hàng này đa phần hàng Nhật, con này cũng được. Tay cầm thấy đều bị chắc sơn lên nè. Tay cầm ra chắc chắn nha. Con này 300 nha. Người 300. Có xước nhẹ nha, đã qua sử dụng nha. Con này khoảng tầm 27-28 phân. Con này cũng đẹp nè, con này dùng từ nè. Còn mình đúng nha, đã xước nhẹ nè. Nhưng mà độ tinh rất là cao. Con này 250 nha. Rồi giờ mình sẽ đo con này một cái. Giờ để đo con này một cái này. Thì con này là có sức nhẹ nha, quá đã qua sử dụng 26 phân, cao khoảng 6 phân nha, con này rất đẹp. Con chảo Pháp không tay, để mình ra mình rửa cái phần này đi rồi anh cho em thấy nó đẹp hơn nha.
Này mình rửa sơ nha, chứ mình không có cứt tím. Cứt tím là rửa là bay luôn cái phần đen đen này, là con này rất đẹp nha. Cái độ chống dính mình rất là cao luôn. Cái này là do mình phải chùi sơ thêm nữa nha, mình mới rửa sơ thôi. Phát nha, con này rất đẹp. Cái dấu đen đen này là bị khét mà, nhưng không phải bị cháy nha. Cháy là cháy. Pháp và dùng từ luôn nha, không tay nha. Nếu mà bị khét, nó bị cháy đỏ thì nó không chùi ra. Nhưng mà bị khét là chùi ra nha. Đường kính 27 phân. Cho 5 phân không tay nha, con này 300. Mình chùi đỡ thôi. Không có cứt tím, cứt tím chùi sạch lắm. Mình nó phải cứt mềm á. Đồ chống dính của Pháp rất đẹp nha, dùng từ luôn nha, không tay nha. Nè con này bị đỏ nè, nhưng mà gắt mình có từ nha. Rồi đó là dành dẹp xong trước tiền nha. Cái con này con thứ 9 nha, đây. Cái con này thì nó bị khét nhẹ nè, nó rất là mịn nha. Đường kính là khoảng 26 phân. 5 phân nha. Con này 270. Nè, sắm lên sớm đẹp. 7 mấy rồi. Có từ nha, con này đẹp. Tiếp theo con này cũng đẹp nè, bị đỏ rồi nha, nhưng rất là mịn nha. Hàng đã qua sử dụng, mình không có xử lý, mình chỉ rửa vệ sinh thôi, những người bán cho mình vệ sinh thôi nha. Đường kính 24 phân, cao khoảng 6 phân nha, con này 2,5 cân. Con này là 250 nha. Con này khá to nè, khá to bị đốt nè, bị xước nè. Do có thể là cái này do dùng cái chặt cứng cái lắm nó mới xước nha. Chứ không phải dùng cái nhẹ nhẹ mà nãy ra con này khá to nha, con thầy thì thắng nha. Nói chung là chiên xào nó nướng nó ok nha. Cái độ giống dính rất đẹp luôn. Con này con dùng từ rất đẹp này nha. Bên đây bị đốt thôi nha. Bên trong thì nó có xước nè, nhưng mà mình bao sử dụng cho. Cái con này là sử dụng ok luôn. Con này khá to nha. Con này là 300. Nó bị qua sử dụng nó xước thôi, nhưng mà mình đo kích thước cái nha. Con này có thể chiên xào nó ok. Không biết có rửa ra không, mình biết mà nó bị đốt nè, bị xước nè. Nhưng mà độ dính còn rất là cao nha. Đường kính 29 phân. Cao 8 phân nha. Con này rất nặng, 1 kg. Con này hay dùng lắc tay chút xíu nè. Đây là con dòng Nhật nha, dòng Nhật trùng từ. Đường kính 20 phân nha. Con này thì nó qua sử dụng rồi, nhưng mà cái độ dính nó thì để giờ đắp la là vẫn được nha. Mình mấy nếu con này mình sử dụng, mà mấy con bệnh nhiều quá mình sử dụng con này là nhẹ hơn những con mình sử dụng. Mà thấy mấy con sử dụng độ dính vẫn cao nha. Con này thì cũng xước nè. Cặp này thì mình bán 250 nha. Hơi bị lỗi nhẹ lỗi nhiều chút. Nhưng mà để giờ đắp la là ok. Hay có tiêu nha, có tiêu cá, có thịt gì đó. Những dòng này thường mình đem kho tiêu hoặc là kho trứng. Kho trứng là kho nước mắm á. Hoặc lớp la nha, mấy dòng này như vậy. Con này 20 cặp này. Đường kính 20 phân hết nha. Hai con dùng từ hết. 20 phân hết nha. Con này cao hơn, con này đẹp quá. Cặp này đẹp hơn cặp nãy nha. Có qua sử dụng rồi, có độ xước nhẹ nè, có độ xước rồi nè, nhưng mà cũng còn đẹp lắm. Con này cũng vậy nhưng mà rất mạnh nha, rất là ok. Cặp này thì 300. Số 12 300 nha. Hàng mình chỉ vệ sinh thôi, ví dụ như có lỗi làm gì thì mình cũng để, mình không có okay. Cặp này 300 nha, số 12. Cặp này tiếp theo dễ cưng lắm nha, dùng từ luôn nha. Cặp này dùng từ luôn, dễ cưng lắm. Con này sau lầm là có thể kho miếng thịt kho, thì có kho nước sắp sắp rồi nè, cạn xuống rất là ngon nha. Dùng gia đình nó thích á. Cái con này cũng vậy nha, những chồng này thì thay thế nhưng mà rồi đắt cũng được nha. Thì rồi đắt thì nó cũng nấu kho rất là ngon, nhưng mà so với củi gòi nó bể, nó nứt thì rất là cao. Còn mình dùng cái này mình kho hoặc làm chiên ướp la hay là xào rất là ok nha. Cặp này 300 luôn.
đường kính 20 phân hết nha. Trời nặng quá, nặng nói mình thấy qua chụp cũng không nổi luôn nha. Cái chữ đây nè, cắn gan nha. Cái chảo này là dòng như chảo dày giữ nhôm con sói vậy đó. Nó rất là nặng tay nha, rất là nặng tay luôn. Bị xước cái này thôi nha, nhưng mà mình bảo đảm là chống dính là ok nha. Chống dính là ok nha. Đường kính 26 phân, cao 6 phân nha. Con này là 300. Bị xước thôi nha, nhưng mà nó rất là mịn này, do chuyện nó xước đó, chứ không phải là xài đâu. Con này rất dày nha, cần 1kg nha. Con này thì bị xước chứ đỡ nhẹ nè, xước nè, nhưng độ dính cũng cao lắm. Con này 200 nha. Con này mình bán 200, đường kính 26 phân nha. 200. Thứ 16 200 nha. Cái này không từ nè. Chảo này là chảo khoai sắt hai tay nha. Cái chảo này bị xước nhẹ đây thôi. Còn như mình rờ quán là mịn nha. Rờ vô quán mịn đường kính khoảng 26 phân, cao khoảng 5 phân nha. Con này 26 phân 5 phân, không dùng từ nha. Không dùng từ, con này 250 nha. Không dùng từ nha. Không dùng từ nha. Con này thì hơi bị đỏ nhẹ nè, hơi bị đỏ nha, nhưng mà vẫn còn mịn lắm, đã qua sử dụng nha. Dòng chảo này là chảo Nhật, mình bao 100% chảo Nhật cho nha. Khi anh em sử dụng á, mới cảm nhận được cái độ bền của cái chất chống dính rất là tốt nha. Cái này là do cái sự trung chuyển khá lâu, có khá là nhiều nên mới xước thôi. Bên trong là ok nha, cũng đã qua sử dụng, đỏ nhẹ nè, nó đỏ nè. Con này 250 nha, đường kính đã 26, cao khoảng 6 phân nha. 26. Con này thì bị mớp cho chết, chắc là do bị trung chuyển nhiều. Bên trong cũng bị đỏ nhẹ nha. Bên trong dùng từ nha. Con này có từ không? Có phải không? Con 18 này có từ, con này cũng có từ luôn nha. Từ rất đẹp luôn, nhưng bên trong nó bị như nè. Nó không có gì đâu, nó chỉ qua sử dụng thôi. Cái con này cũng bị cháy khét này, có thể chùi rửa được nè. Nhưng mà do người ta không có chùi hết. Này 250 nha. 26 phân nha. Con này 26 phân nha. Xe cặp chảo. Cặp chảo này không từ nha, cả vuông cái tròn. Còn hai con này thì độ dính cũng cao nè. Con này khoảng, con này khoảng tầm 20 phân. Gọi là con vuông con tròn nha. Cặp này 250 nha, cặp này 250. Nồi trước nó hẹp, nồi lượt nồi trước. Bây giờ mình sẽ tới nồi nha. Mình là thêm vài cái chảo nữa tới nồi. Như vậy chảo cái nồi nha, số này số 20 nha. Trời trời. Cặp này 20 nha, số 20, 250 nha. Cái cặp này á, là cái chảo này á, thì nó bị đỏ nha, bị đỏ và bị đốt nè, nhưng mà rất mịn nha. Cái độ chống dính cũng cao, thì anh chị em yên tâm đi, cái vấn đề mà nó có cháy đỏ vậy nè thì nó có hai mắt thẩm mỹ, nhưng mà cái độ dính nó cũng rất là cao. Mình đa phần là sử dụng những cái chảo lõi nhiều nha. Lúc trước á mình ngại bán lắm, nhưng mà sau này á mình suy nghĩ thôi, dù cho nó đỏ nhưng mà nó vẫn sử dụng tốt. Thêm nữa là như vậy anh chị em yên tâm về vấn đề là mình không có qua xử lý sơn xịt nha, thì nó sau thì đó như vậy, trừ khi mình rửa vệ sinh nó thôi. Trường hợp nó bị cái gì là để nguyên vậy nha. Cái này 26 phân, con này 250 nha. 250. Cái con này là xào ngon lắm nè, cái dòng này giờ xài xào là rất ok nha. Đây là cái chảo để ký hiệu là để xào nè, xào là ngon cực đỉnh nha, có thể chiên chắc cũng ok. Dòng chảo này còn gọi là chảo kim cương nha, nó sẽ có rất là nhiều cái li ti nhỏ đây nè, nhưng mà nó bị người ta làm cái gì đó rửa trà nó quá trời luôn. Mà đặc biệt con này không có từ nha, không từ nha, đường kính cũng khá to, 29 phân, cao khoảng 8 phân nha. Về xào nấu là ok, xài với nào mới hư. Cái con này nè xào rất là bền, sử dụng rất là bền luôn. Con này 250 nha.
tiếp theo con chảo này nè, búa đâu vậy? Cái con này mình tưởng đâu bị mất nha. Ờ, để em tủ đi. Nó là cái dòng này là để dành mình đổ dầu nha, đổ dầu nha chứ không phải bị mớp méo nha. Cái con này cũng đẹp lắm, nó bị đỏ nhẹ thôi nha, nhưng mà nó là gan là nhôm, mình biết mà nó nặng vậy lắm nha. Con này nó là gan nè chứ không phải nhôm, nhưng mà nó chắc chắn nha, đồ chống dính còn đẹp nhưng mà giờ bị đỏ thôi. Con này là 208, bởi vì nhìn xấu xéo thì nó bị mớp thôi. Giờ tới nồi nha, tới nồi quánh trước nha. Cái quánh này nguyên khó nè, có cái tờ cửa số nè, nguyên khó nha. Đường kính là 28 phân, cao 8 phân, mà họ bắt đầu cách ly đóng cửa nè, dàn sạch sống nó lớn quá. Con này là inox nguyên khối nha, con này là 250. Nay nhà mình có dàn cam ly nữa, chút live stream bên cấm xứ rồi, đầu phải tắt live nè. À, phải đóng cửa nè. Con này 250 nha, số 24 nha. Con này thì nó mỏng hơn. Này là chùi là do nó chưa được sáng thôi nha, chứ này nóc có đẹp. Đường kính là 20 phân nha, cao 8 phân. Con này là 200 ngàn nha. Dạ, trời hát hay rồi, tắt luôn. Nghe không kể được gì hết trơn, nghe gì đâu mà ấy không mà. Thấy con này do nó mỏng này nó bị đốt rồi nha, nên thấy hơi bị cái dòng nít không đẹp. Mà không dùng từ nha, hai con này có từ nha. Con này không từ nha, con này không từ nha. Ở bên trong đít không đẹp, mình sẽ bắn lỗi nha. Bắn lỗi cái đít không đẹp nha, 21 phân. Cao mình là 12 phân, không từ nha. Con này bắn lỗi đây nha. Con này bán 150 nha. Khá to mà bắn lỗi nha. Mình đi lỗi nha. Để nhiều khi nhận hàng về thì nó ừ xanh áo này kia, mình bán này lỗi nha. Thấy cái công bằng người mua. Đẹp thì bán giá đẹp, trung bình thì bán như mình, xấu thì bán xấu. Không biết sao. Tay phải chụp đó, tay phải chụp chuẩn tay trái. Cái nồi này là về chùa là sáng lắm nha, nguyên khối này có từ nha. Con này có từ nè, đẹp đúng không? Con này có từ nè. Nhà cũng cạn kiệt đồ rồi, 22 phân. Cao 9 phân nha, có từ nha. Con này là 250 nha. Nồi nồi đẹp quá, cái nồi đẹp ghê đúng trời. Nồi lẩu nha, nồi lẩu. Con này là có từ nha, con này có từ rất đẹp nguyên khối nha. Con này có từ đẹp nguyên khối. Đường kính là 24 phân nha, nồi lẩu được nha. 8 phân, nắp cũng đẹp nè. Con này là 400 nha, số 28. Nắp ký hình lục liền. Con này nhỏ nè, nó bị sậm màu lại nè, nhưng vẫn là inox Nhật nha. Vẫn là inox Nhật. Con này mình bán giá là trung bình. Con này cũng không có xấu nha, chỉ là không được sáng thôi, không được sáng lộng lẫy thôi nha. 17 phân rưỡi, cao 7-8 phân nha. Con này là 200 nha, tương đối cũng ổn. Nó vẫn là inox Nhật nha, inox Nhật, vẫn là inox Nhật nha. Con này có từ nha, có từ. Con này như nồi lẩu nè, đấy, có từ không? Con này có từ nha, nồi lẩu nhỏ nha, có thể 4-5 người ăn nha. Nắp đi nắp. Đường kính là 23 phân, cao 8 phân nha, ba cao 8 phân. Con này là 250 nha, có thể làm một nồi lẩu được nha. Nồi lẩu khoảng tầm 5-6 ngàn được. Tiếp theo inox nguyên khói có từ nha, con này hơi bị đẹp, bao đẹp trai. Con này đẹp trai nha, quánh này rất đẹp. Đường kính 21 phân, cao 11 phân nha. Con này rất đẹp nha, nguyên khói nha. Con này dòng nguyên khói. Con này là 250, gì gần 300 nó má nghĩ luôn.
Con này nguyên khối này dày lắm nè. Con này theo thời gian thì con này sử dụng khá là lâu rồi, khá là nhiều nha. Nhưng vẫn là inox của Nhật nha, inox Nhật luôn nha. Cái chắc là cái dòng inox Nhật này nó hút ra, nó cái độ nóng nó hút rất là nhanh so với inox thường. Anh chị em thì đã từng xài thì nếu mình đã nói đúng thì anh chị em có thể cho mình một like nha. Thì cái dòng inox này á, inox Nhật này á là nó cũng là inox giống như hàng của Việt Nam cao cấp, nhưng mà đặc điểm á, cái chất inox của Nhật này á, nó hút nóng rất là nhanh, không có hao ga nha, dù dày dù mỏng cũng vậy, không hao ga. Nhiều người có hỏi nói mình đã sợ là mua cái nồi dày về hao ga, nhưng không có hao ga nha. Nó sẽ khác biệt ở chỗ là hút nóng nhanh, chùi dễ chùi nha. Cái thật sự những cái này hiện tại nó rất là sáng đúng không anh chị, thấy rõ ràng. Nhưng khi mà mình người ta đã cắt từ kiện ra nó rất là dơ đến nỗi là như lắm luôn á, khét đen hồi lùi nha. Nói chung là cháy khét có đủ thứ hết trơn á mà người ta vẫn chùi được sáng vậy nè. Cái con này theo tuổi đời rất là cao rồi, mình thấy nó xài rất là nhiều rồi nha, nên cái độ hụng đích này nó bị vấn đề nè, nhưng mà vẫn hít từ bình thường nha. Cái này con này theo cái tuổi đời nó cao rồi, 22 phân nha, nó chuẩn bị làm đồ cổ rồi, 12-11 phân rưỡi nha. Con này là 300, giống như gốm sứ vậy á, nó muốn thành đồ cổ rồi, nặng lắm, da dày lắm nha, 1 kg mấy nha. Con này thì nó mỏng hơn, nó vẫn dùng từ nha, nó vẫn dùng từ, đường kính 19 phân, cao khoảng gần 10 phân nha. Con này thì nhẹ hơn, mỏng hơn, cân nặng thì có gần 600 gram, con này 250 nha, 250 nha. Tiếp theo cái con nồi này nguyên khối nè, đây dòng nóc Nhật nha, nó xài rất là nhiều luôn, nhưng mà cái độ sáng nó vẫn có rất là nhiều đẹp nha. Cái này là cái bích nó thì xài nhiều thì người ta chùi hoài thì nó sẽ bớt đi cái độ sáng, nhưng mà độ sáng đây anh chị em thấy là nguyên gốc nè, đây là của Nhật nha, mình đo Nhật cho anh chị em yên tâm đi. Cái dòng Nhật thì nó sẽ khác biệt, cái hàng là địa hàng mới rất là nhiều, có thể anh em xài lâu ngày mới biết. Mình còn ghiền nữa, khi mình nấu lên cái nồi này á thì rất là thích nha, hút nóng mau, xài không sợ đen nha. Đen thì có thể chùi rất là dễ nha, chứ không phải là chùi là chuẩn được đâu, rất là dễ chùi luôn. Anh em mua cái miếng cước tím đó 21 phân nha, miếng cước tím đó miếng khoảng 10-20 ngàn đó, để dành chùi trắng inox á, là con này là 3 phần mà chùi bằng cái đó. Con này thì 300 ngàn nha, một cái nồi có thể làm là lẩu được nha, dùng từ luôn nha, chùi đi rất là sáng luôn. Mình chờ mình ra chùi số lượng là tấn không à, phải chùi 1-2 chục cái 200 cái. Mà khi người ta đem về là rất là nhiều, người ta sẽ phân ra là tấn gì đó, tấn là 1000 ký nha. Rồi người ta sẽ phân loại ra loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 gì đó, loại cuối, rồi loại xấu nhất là có thể bán hay chai. Rồi cuối cùng là mình sẽ có quyền lựa chọn rồi tùy theo cái phần nào mình muốn bán, rồi ví dụ loại 1, loại 2, loại 3. Mình đa phần là bán hàng đẹp là nhiều, hoặc là hàng nói chung là có solo thì mình cũng hàng lựa hàng đẹp nha, chứ không phải là lựa mình có cắt kiện luôn hàng đẹp thì dễ bán hơn, hoặc anh chị em có thể dễ lựa chọn. Khi mà nhận về sẽ vui hơn nha. Con này không từ nha, con này cái nồi nấu canh ok nè, đường kính 21 phân, cao nồi nấu canh gia đình rất là vừa ăn vừa nha. Cái con này thì 270 nha. Nồi này là có thể dùng bếp chai nấu lẩu được, nhưng mà dùng từ không được nha, tại nó không hít từ, không hít từ nha. Số 35 Số 36 lấy luôn mấy đó ra đây thì lấy mấy con anh bịch chợ đây anh đi. Cái con này khá to nha, khá to và không dùng từ nha. Con này có thể luộc gà được nè, luộc vịt được nè. Con này có to nha, nấu canh hơi nhiều chút, anh chị em có thể nấu canh nhiều nha. Đây là cái canh nhiều nó vẫn còn nè. Con này còn độ mới rất là cao, nhưng mà đã qua sử dụng nha. Đây là những cái dấu hiệu cho sử dụng, mình thấy là nó đốt. Đường kính 23 phân, cao 15 phân. Mình ở đây xài lửa trung bình, nhưng mà khi bên Nhật á, nó xài cái dòng lửa công nghiệp á, nó rất là lớn nha. Nó đun rất là nhiệt độ rất là cao. Cái này là 400 nha, con này 400, không từ nha, không từ. Đây là inox Nhật nha, khi mà sử dụng nó khác biệt inox của mình rất là nhiều. Đây là tem Nhật còn này, nhưng mà nó không đóng khắc đâu. Cái con này thì nhìn rất là dễ thương nha, bên ngoài nó còn mới tanh luôn. Cái con này có thể hâm cháo cho bé nè, nấu miếng mì, nấu mì, ví dụ mì mình đổ nước vô nấu xong khỏi đổ cái tô luôn, mình ăn luôn nha, rất là tiện. Đường kính 17 phân, cao 9 phân, này có từ nha, nhỏ bé xinh xinh có từ 200 ngàn nha.
Con này 200 ngàn. Dễ thương lắm. Đây con quánh nè. Họ đã dành là có từ không? Cái con này dành thử cái gì? Nó đẹp quá, thử bức từ cho nó đẹp, cái đồng yên khói nha. Con này dùng từ này con rất đẹp nè. Đã qua sử dụng và đã được chùi rửa cẩn thận. Dòng này dòng Nhật nha. Đường kính 20 phân, cao khoảng 8-9 phân nha. Nắp kính nha, có thể làm lẩu được luôn, lẩu quánh được luôn, 300 ngàn nha. Số 38. Tiếp theo số 39 nha, con này cũng là quánh. Dùng từ nha, con này nguyên khói nha, nguyên khói. Cái dáng nó tròn tròn, vuông vuông đẹp lắm. Chắc lắm, chắc chắn nha, đẹp nữa. Dùng từ nữa nha, con này chắc chắn đẹp. 18 phân, 9 phân đã qua sử dụng nha, người ta đã chùi nhiệt tình luôn. Con này 300 tiếp theo. Tiếp theo còn 40. 40 là xe quanh sẽ tới ấm nha. Ai già còn hấp. Hấp này dễ cưng mà không dùng từ nha. Hấp này có thể hấp hấp gì? Hấp luộc thì được không ta? Suy nghĩ coi. Cái con này thì không phải hấp đâu, hấp không được đâu nha. Tại vì cái này nó rất là gần với cái nồi rồi. Cái này luộc xong rồi mình vớt lên luôn nha, không phải hấp bình thường nha. Luộc xong rồi vớt lên luôn vậy nè. Khỏi cần đi múc ra từng cọng rau, cây cọng củ, rau củ nha. Chứ không phải hấp đâu nha, hấp không được. Tại vì nó càng sát với miếng nè. Đổ nước là sệt, không được đâu, không đủ như hấp. Cái này chủ yếu là cái đàn lồng này để họ luộc nha. Con này khá to. Để luộc nha, luộc rau củ nha. Hay là luộc khoai lang này kia đó. Đường kính là 28 phân nha. Đàn lồng con này có 10 phân nè, mã đây hấp 9 phân này. Vậy nên nó có 1 phân hở thôi. Thì không có hấp thủy được nha. Cái này chỉ hấp nước thôi, luộc nước thôi, hoặc là luộc khoai lang, luộc khoai nói chung là luộc rau củ thì nọ đó, rồi có thể dở lên nó sẽ tiện nha. Con này là 500 nha, khá to nha, con này khá to nha, khá to, không dùng từ nha. Giờ tới ấm kêu này á là đẹp nha, từ trong ngoài kêu là dùng từ nha. Cái này nó hơi dơ nè, chung nó qua sử dụng lâu ngày rồi thì nó cũng dơ, ống bụi ống nước nha. Con này là 300 nha. Con này là 300 nha, 2,5 lít đồ lại nha. Rồi, 2,5 lít đồ lại nha. Con này 2,2 lít nè, con này bị chè cắn miếng nè, chữ nhật ở đây nè nha. Bị hơi xước ra miếng. Có từ nha, con này có từ. Con này 2 lít đổ lại nha, 2,2 lít đổ lại. Con này 250 nha. Dùng từ mà kia nha. Số 42 dùng từ mà kia nha. Tiếp theo 43. 43 này là cũng dùng từ mà kia nha. Cái này nó bị bể, cắn cái tay cầm rồi nè. Do là nó cũng bị đốt lâu ngày, giống như là khi mà người ta nấu người ta không có kỹ lưỡng, người ta dựng lên như nè. Người ta đã như nào thì đốt lên nó sẽ cháy theo cái đường này nè, tay cầm nha. Con này là 250 nha, do bị tay cầm nó bị đốt khá là dữ dằn luôn, nhưng mà vẫn cầm ok nha, không có vụt ra luôn nha. Con này 250 dùng từ kêu nha. Số 43. Tiếp theo con này là sơn nè, kêu mà có từ nha, mà nó sơn bên trong rất đẹp nè, mà nó dùng từ nha. Con là 2,5 lít lại nha, nó sơn nha, nè dòng ấm sơn dùng từ. Nó là còn mà chưa hết về, chưa có tới thì mới đi về. Con này là 250 nha, yên tâm, bây giờ có quy định là 50 con hết rồi. Tiếp theo là con này là nó không kêu mà không từ nè, rất đẹp nha, dễ thương, mới chát như là canh luôn, mới tanh luôn chị. Cái này là nó bị đốt lửa thôi, chứ bên trong bên ngoài rất đẹp nha. Con này là 300 nha. 300. Số 45 nha. Tiếp theo con như một cái ca nè. Con này như ca vậy đó nha.
46 nha. Con này không từ không kêu nha, nhưng nó vẫn có lượt lọc nè. Đây cái đồ lọc đây nè, con này như cái một cái ca biết có tay cầm vậy nha. Một cái ca 46 nha, con này 300 luôn. Con này là khá to nha, 4 lít nha. Con 4 lít này là 400 ngàn. Dạ. 4 lít không từ nha. Dạ, bao mà gói kỹ lắm. Dạ. Dạ. Đây là con 47 nha, 400 ngàn, 4 lít nha, không lộ. Thêm con à. Gì lấy à. Thêm con 48 nha. Con này như một cái ca nè, có dàn lọc nha, cắt đẹp. Con này khoảng tầm 3 lít đổ lại nha. 48 nha, 300. Con 48 nha. 3 lít đổ lại nha. Vậy thôi mà. Con này thì có chữ nhật ở đây này, rất đẹp nha. Con này thì 2 lít rưỡi đổ lại nha. 49, 300 nha. Vừa là có nhặt sóng, vừa có mưa luôn, nó ghê chứ. 49 nha, 300 ngàn. Con cuối cùng. Cái con này có ai gửi về không? Sao lạ lạ vậy? Thôi chưa. Cái này là 300 ngàn nè. Con này đi, con cuối cùng nó đẹp đẹp nha. Con này 300 ngàn. Không từ, không kia nha. Cả 2 lít rưỡi lại con 50 cuối cùng nha. Mình sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị em mỗi ngày trên kênh Tân Nguyên TV 14 giờ chiều và 20 giờ đêm nha. 9 giờ sáng là Trang Nguyễn TV live. Có khi mình cũng quên đó, mình live của Trang Nguyễn luôn nha, lúc 9 giờ sáng. Mình quên. Mình bị quên. Hẹn gặp lại anh chị em nha, bye bye.